Hiện tại vẫn đang trong trạng thái nhận cuộc gọi rất là bình thường. Sau đây chúng tôi sẽ nhúng điện thoại vào trong nước và kiểm tra các chức năng tương đương của điện thoại. Hiện tại nhận cuộc gọi rất bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến các chức năng nghe gọi và các chức năng liên quan. Đối với các vị trí tiếp điểm, dung dịch nano có khả năng cách điện, tuy nhiên không cản trở quá trình truyền điện của các đầu chân tiếp điểm.